Xin chào gia đình mình lại quay lại với kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Lời đầu tiên thì em chúc gia đình mình có một năm mới 2023 thật là nhiều tốt lành và hạnh phúc. Gia đình mình cũng biết kênh em là chuyên cung cấp những sản phẩm phân khúc nhà ở thuộc địa phận là Long An, Bình Chánh và Bình Tân. Và nếu gia đình mình có những phân khúc nhà ở thuộc địa phận là Long An, Bình Chánh và Bình Tân thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới của em để ký gửi nhà, hoặc là muốn mình ra nhà nhanh. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà vị trí rất là đẹp luôn, nằm tại là trục đường là An Dương Vương. Từ căn nhà mình di chuyển ra trục đường chính là An Dương Vương thì tầm là 100m thôi, mình sẽ ra tới là đường chính của căn nhà của mình. Căn nhà hôm nay sẽ thiết kế cho mình diện tích là 4m rưỡi x 12. Thiết kế cho mình là một trệt, một lửng, hai lầu và gồm một sân thượng. Và đường của căn nhà này sẽ là đường xe ô tô sẽ tải vô được tới nhà của mình luôn. Ở đây sẽ là tổng quan căn nhà của gia đình mình. Đây, nhà mình đặc biệt sẽ có là một dãy 35 căn là bán hết rồi, chỉ còn lại 10 căn thôi. Và đây sẽ là căn nhà mẫu của gia đình. Là căn phòng khách của gia đình mình. Thì gia đình mình sẽ thấy cũng thiết kế cho mình những nội thất cơ bản ở đây rất là đẹp luôn. Ở đây là những hệ thống là ghế sofa và trần sẽ là trần thạch cao giật hợp. Có một hệ thống là đèn lon và đèn chùm chiếu sáng căn phòng của mình. Gia đình mình về đây thì mình có thể ngồi đây nè, mình tiếp khách rất là thoải mái. Và có cho mình những hệ thống là gạch âm tường hết cho mình, nhìn nó rất là đẹp cho căn nhà luôn. Và ở phía tây của em sẽ có một chiếc tủ ở đây, thuận tiện cho việc mình về mình có khách mình có thể lấy rượu ở đây mình tiếp, nhìn rất là đẹp cho căn nhà của mình. Và tiếng khoảng không gian tiếp theo sẽ là khoảng không gian là phòng bếp của gia đình mình. Phòng bếp này thì gia đình mình có chị em phụ nữ, mình nấu ăn mình lau chùi cũng rất là nhanh. Và tặng hết cho mình là những hệ thống là ở đây là một chiếc tủ lạnh, nhìn rất là đẹp cho căn nhà của mình luôn. Và bên phía này thì có thể dành cho gia đình mình có thể là nấu ăn rất là thuận tiện. Cũng thiết kế cho mình ở đây là một cái bồn nước nhìn rất là đẹp luôn. Và trong phía đây sẽ là nhà vệ sinh của gia đình mình, cũng sinh hoạt rất là thuận tiện, gạch dán lên tường hết cho gia đình của mình luôn, nên như giờ đây mình sử dụng căn nhà này cực kỳ là thoải mái. Và ở đây sẽ có cho mình là một hệ thống giếng trời, mình nên căn nhà của mình cực kỳ mát. Căn nhà của mình đặc biệt sẽ nằm tại là hướng nam nên rất là mát mẻ. Và nãy giờ em cũng đã giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà vị trí nằm tại là trục đường là An Dương Vương, quận Bình Tân. Căn nhà này có diện tích là 4m rưỡi x 12, thiết kế cho mình là một trệt, một lửng, có hai lầu và có một khoảng không gian là sân thượng rất là lớn luôn. Và căn nhà của mình đặc biệt sẽ có tới là 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Ngay bây giờ em sẽ mời gia đình mình theo chân em mời lên trên tầng lửng của căn nhà này. Và hiện tại em đang tiến lên trên tầng lửng của căn nhà này để giới thiệu cho gia đình của mình. Gia đình mình ơi, ở đây sẽ rất là đặc biệt luôn. Có cho mình ở đây còn mình có thể sử dụng mình làm phòng khách luôn cũng được. Thiết kế cho mình là những hệ thống là nội thất. Và tặng hết cho mình ở đây là những chiếc hệ thống nội thất cơ bản. Bên phía tây em sẽ là một chiếc tivi mới cực kỳ là đẹp luôn. Và có cho mình một bình bông làm cho căn nhà của mình cực kỳ là mát mẻ. Trần ở đây sẽ là một trần thạch cao giật hợp. Có một hệ thống là đèn chùm chiếu sáng hết căn phòng của mình. Mình về đây có khách mình lên đây mình tiếp. Ở dưới mình sẽ để không gian ở dưới, mình có thể để xe ô tô vô nhà cũng cực kỳ là thuận tiện. Bây giờ em sẽ mời gia đình mình theo chân em mình lên trên tầng 1 của căn nhà này để xem trên tầng 1 căn nhà này thiết kế như thế nào. Hiện tại em đang tiến lên tầng 1 của căn nhà của mình. Trên tầng 1 này sẽ thiết kế cho mình là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đây sẽ là khoảng không gian phòng ngủ đầu tiên trong gia đình của mình. Ở đây thì cũng thiết kế họ những nội thất cơ bản là một bộ giường ở đây, và ở đây thì có cho mình là một bộ ghế trang điểm thích hợp cho chị em phụ nữ sử dụng rất là tuyệt vời luôn. Căn nhà của mình sẽ rất là thoải mái, có tới 4 phòng ngủ và đến 5 nhà vệ sinh. Đây sẽ là khoảng không gian nhà vệ sinh tiếp theo, cũng là phòng master nên nhìn nó rất là thuận tiện luôn. Và ở đây cũng sẽ có cho mình một hệ thống là ban công, về đây mình có thể ra đây mình phơi đồ cũng rất là mát mẻ. Gia đình mình sẽ thấy căn nhà này thiết kế cho mình là cực kỳ sang trọng và những nội thất rất là đẹp luôn. Đó, gia đình mình sẽ thấy ở đây cũng có cho mình một hệ thống kính á, mình nhìn ra được mình thấy căn nhà của mình cực kỳ là mát mẻ và sáng. Và bây giờ em sẽ tiến tới khoảng không gian là căn phòng ngủ tiếp theo để giới thiệu cho gia đình của mình. Căn phòng ngủ thứ hai này cũng sẽ thiết kế cho mình là những nội thất cơ bản cũng cực kỳ là hiện đại và sang trọng, thì mời gia đình mình theo chân em. Đây sẽ là căn phòng ngủ thứ hai của gia đình của mình, cũng có thiết kế cho mình những nội thất như căn phòng đầu tiên thôi, cũng rất là sang trọng. Và đặc biệt sẽ có cho mình ở đây là một hệ thống là máy lạnh sử dụng rất là mát cho căn nhà của mình. Trần vẫn sẽ là trần thạch cao giật hợp. Và nãy giờ em cũng đã giới thiệu cho gia đình mình hết căn tầng 1 của căn nhà này. Gia đình mình có thấy căn nhà này như thế nào? Nếu gia đình mình có thích căn nhà này thì cho em xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh ở dưới để em có những mẫu nhà mới hơn và đẹp hơn để quay cho gia đình của mình. Và bây giờ em sẽ quay nhanh hết toàn bộ căn nhà này.
để xem trên căn nhà này có những hệ thống là phòng ngủ hoặc là ban công như thế nào. Gia đình của mình cũng theo chân em đi tham quan hết một vòng căn nhà này. Một căn nhà thiết kế cho mình là một trệt, một lửng, hai lầu và một tầng thượng. Căn nhà này sẽ thiết kế đặc biệt cho mình là 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Vị trí chính xác của căn nhà này thì nằm tại là trục đường là An Dương Vương. Từ căn nhà mình mà di chuyển ra trục đường là An Dương Vương, quận Bình Tân thì tầm là 100m thôi. Và căn nhà này rất là đẹp luôn. Và căn nhà này thiết kế cho mình là cực kỳ là hiện đại luôn. Giá của căn nhà này thì chỉ là 7 tỷ 390 triệu chưa bao gồm nội thất. Gia đình mình mà có cần ký gửi nhà hoặc ra nhà nhanh trong những khu vực là Long An, Bình Chánh và Bình Tân thì gia đình mình có liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới của em. Bây giờ thì clip em cũng dài rồi. Nếu gia đình mình thấy clip này hay thì cho em xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh ở dưới để em có nhiều động lực. Em làm ra những video mới hơn, sáng tạo hơn.